đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV. Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những phần tin liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam, khoa học và công nghệ và phần tin showbiz. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. <laughs> mở đầu là phần tin thế giới ông putin cáo buộc phương tây đang muốn chia nhỏ nước nga tổng thống vladimir putin cáo buộc phương tây đang âm mưu chia rẽ các nhóm sắc tộc ở nga nhằm chia nhỏ nước này thành hàng chục quốc gia khác nhau phát biểu tại một cuộc họp qua mạng của hội đồng quan hệ các sắc tộc của nga tổng thống putin nói là gần như toàn bộ kho vũ khí của phương tây đang nhắm vào nga từ kinh tế quân sự cho đến chính trị và thông tin họ đã phát động chiến dịch tuyên truyền chống nga mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công vào lịch sử, văn hóa cũng như là giá trị tinh thần của chúng tôi đang diễn ra, cũng như là những nỗ lực nhằm chia rẽ tình anh em và sự đoàn kết các dân tộc trên đất nước của chúng tôi. Họ nói rằng Nga nên được chia thành hàng chục quốc gia nhỏ khác nhau. Rõ ràng điều này là buộc Nga phải phục tùng ý chí của họ, bị khai thác và tận dụng về lợi ích của họ. Ông Putin khẳng định là phương Tây càng áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga, càng nói dối về Nga thì mức độ gắn kết trong xã hội Nga càng lớn hơn. Những cáo buộc của tổng thống Putin được đưa ra cùng ngày khi mà các nước trong khối G7 đã đồng ý tăng cường trừng phạt chống lại điện Kremlin vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Theo đó, thì khối G7 sẽ hạn chế bất kỳ hoạt động xuất cản nào được cho là cần thiết với Nga. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ đã tạm dừng xuất cản nhiều sản phẩm có thể được sử dụng để hỗ trợ cho quân đội của Nga, bao gồm những mặt hàng được sử dụng trong đời sống hàng ngày như là máy sấy quần áo, máy cào tuyết, máy vắt sữa và thậm chí là mắt kiến hay là contact lenses. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng áp đặt những biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 300 cá nhân, các công ty cũng như là thực thể của Nga vì đã hỗ trợ cho quân đội. Các công ty bị nhắm mục tiêu bao gồm nhà máy sản xuất phụ tùng và sửa chữa máy bay, nhà máy sản xuất thuốc súng, máy kéo, xe hơi, các nhà máy đóng tàu cũng như là các trung tâm kỹ thuật. Lệnh trừng phạt mới nhất này nhằm làm suy giảm nền tảng công nghệ cũng như là khả năng duy trì chiến tranh của Điện Kremlin. G7 tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau ngày đầu tiên nhóm họp tại Hiroshima, Nhật Bản, khối G7 đã đồng ý tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm bớt sự phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc. Về vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết sẽ tiếp tục dành ngân sách hỗ trợ cho Kyiv trong suốt năm 2023 và đầu năm 2024. Hoa Kỳ và các nước thành viên trong khối G7 sẽ công bố các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu mới nhắm vào Moscow vì cuộc chiến xâm lược Ukraine khi đã kêu gọi phương Tây mạnh tay hơn nữa trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Điện Kremlin, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho các binh sĩ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ của ông muốn có các biện pháp thực tế để ngăn chặn việc lách luật trừng phạt đối với Nga. Anh quốc đã công bố kế hoạch cấm nhập khẩu kim cương, đồng, nhôm và nikin của Nga, đồng thời công bố một làn sóng trừng phạt mới đối với Moscow nhắm vào các công ty có liên quan đến vụ đánh cắp ngũ cốc của Ukraine. Về quan hệ với Trung Quốc, thông cáo của G7 cho biết, các nước trong khối sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Bắc Kinh, nhưng sẽ hành động vì lợi ích quốc gia của mình. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng và chống lại hành vi cưỡng ép của Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng châu Âu George Michel cho biết, Liên Âu sẽ tiếp tục giữ vững lập trường kiên định về những vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh ở Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng. Khối G7 cũng kêu gọi một thế giới không có vũ khí nguyên tử, hối thúc Nga, Iran, Trung Quốc và Bắc Hàn ngừng leo thang và không phổ biến vũ khí nguyên tử. Về biến đổi khí hậu, G7 tuyên bố khối này phải đi đầu trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, cố gắng tạo động lực cho một thỏa thuận toàn cầu trong năm nay nhằm dần dần loại bỏ dầu mỏ, than đá và khí đốt. Hoa Kỳ đồng ý sẽ huấn luyện phi công cho Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông báo tới các nước thành viên khối G7 rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ nỗ lực chung với các đối tác và các đồng minh để huấn luyện phi công lái chiến đấu cơ cho Ukraine. Các hoạt động huấn luyện sẽ không diễn ra tại Hoa Kỳ mà có thể được thực hiện tại châu Âu với sự tham gia của Washington và các đối tác và đồng minh. Khoa huấn luyện có thể diễn ra trong nhiều tháng trời, qua đó các phi công của Ukraine sẽ được hướng dẫn sử dụng các loại chiến đấu cơ thế hệ thứ tư bao gồm cả chiếc F-16. Hồi tháng 3 vừa qua, Hoa Kỳ đã đón hai phi công của Ukraine tại một căn cứ quân sự ở Arizona nhằm đánh giá kỹ năng của họ thông qua việc sử dụng mô hình giả định để xác định xem là các phi công này cần bao nhiêu thời gian để học được cách sử dụng các loại máy bay quân sự của Mỹ, bao gồm cả chiếc F-16. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đã gửi tín hiệu tới các đồng minh châu Âu rằng Hoa Kỳ sẽ cho phép họ chuyển giao chiến đấu cơ F-16 sang Ukraine. Tuy nhiên, Washington cho hay là hiện tại họ vẫn chưa nhận được yêu cầu nào liên quan tới vấn đề này. Một số quốc gia châu Âu đang vận hành F-16 đã để ngỏ khả năng sẽ chuyển giao một số chiếc F-16 do Hoa Kỳ sản xuất cho Ukraine. Tuy nhiên, hoạt động này cần được Washington chấp thuận. hiệp gần đây đã đẩy mạnh chiến dịch vận động, đề nghị viện trợ hoặc là mua tiêm kích F-16 để đối phó với các đợt oanh tạc của Nga. Hoa Kỳ và NATO đến nay thì vẫn từ chối cung cấp F-16 cho Ukraine vì e rằng chiến đấu cơ này quá phức tạp với không quân Ukraine, cũng như lo ngại việc này sẽ khiến cho Nga leo thang xung đột. Hồi đầu tuần này, Anh Quốc và Hòa Lan xác nhận họ đang tìm cách thành lập một liên minh quốc tế để giúp chuyển giao F-16 và huấn luyện phi công cho Ukraine. Saudi đề nghị Ukraine nói chuyện với cả hai bên để tìm giải pháp. Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud đã đề nghị Tổng thống Zelensky lắng nghe ý kiến của tất cả các bên liên quan để tìm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay. Ông nói rằng các nước Ả Rập đã chọn giữ lập trường trung lập ngay từ đầu cuộc chiến và đây là trung lập tích cực chứ không phải tiêu cực khối Ả Rập đã tham gia thảo luận với cả hai bên với hy vọng đạt được một cách mở ra cơ hội cho một giải pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu đã đến Jeddah, Saudi, nơi hội nghị thượng đỉnh liên đoàn các nước Ả Rập đang diễn ra để vận động sự hậu thuẫn cho Ukraine. Ông đã có bốn cuộc gặp tay đôi với các nhà lãnh đạo các nước Saudi, Oman, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trong bài phát biểu trước hội nghị, ông Zelensky đã kêu gọi các nước hỗ trợ chống lại cuộc xâm lược của Nga và cảm ơn Riyadh vì vai trò trung gian hòa giải việc trao trả tù binh hồi năm ngoái. Tuy vậy, ông cũng nói rằng một số quốc gia, trong đó có các nước Ả Rập, muốn nhắm mắt làm ngơ trước việc Nga cưỡng chiếm lãnh thổ Ukraine và bỏ tù người dân Ukraine trong cuộc chiến xâm lược đến nay đã kéo dài 15 tháng. Vị thế của Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã tăng cao khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang gây biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu. Saudi không tham gia nỗ lực cô lập Moscow và ngược lại đã tăng cường hợp tác với Putin trong nhóm các nước sản xuất dầu mỏ OPEC+. Saudi cũng đã dẫn đầu về mặt ngoại giao trong thế giới Ả Rập trong năm qua, thiết lập lại quan hệ với Iran, chào đón Syria trở lại khối Ả Rập và làm trung gian hòa giải trong cuộc nội chiến Sunni. Vào năm ngoái, trong một hành động ngoại giao gây bất ngờ, Thái tử Mohammed của Saudi đã đứng làm trung gian đàm phán trong việc Nga trả tự do cho 19 binh ngoại quốc bị bắt tại Ukraine, trong đó có 5 công dân Anh và 2 công dân Mỹ. Trung Quốc tìm cách thắt chặt mối ban giao với các nước Trung Á trung quốc và năm quốc gia trung á đã cam kết sẽ tăng cường quan hệ toàn diện trong một tuyên bố được ký kết tại hội nghị thường đỉnh diễn ra tại thành phố tây an thủ phủ của tỉnh thiểm tây của trung quốc chủ tịch trung quốc là ông tập cận bình và tổng thống các nước kazakhstan kyrgyzstan tajikistan turkmenistan và uzbekistan cũng đồng ý sẽ xây dựng một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai họ tập tuyên bố là trung quốc và năm quốc gia trung á quyết tâm hợp tác để vượt qua những thách thức và thúc đẩy một cộng đồng trung quốc và trung á gần gũi hơn với một tương lai chung các nước đánh giá cao sáng kiến nhất đới nhất lộ của Bắc Kinh và đồng ý sẽ phối hợp các chiến lược phát triển sáng kiến này. Các nước cũng đồng ý sẽ tăng cường thương mại, đẩy mạnh kết nối đường sắt, đường bộ, tăng cường các chuyến bay và hợp tác với cộng đồng quốc tế để tái thiết Afghanistan. Ông Tập cũng hứa hẹn là sẽ cung cấp cho các nước Trung Á vốn đầu tư và viện trợ không hoàn lại tổng cộng khoảng 3,7 tỷ Mỹ Kim, đồng thời hỗ trợ các nước tăng cường thực thi pháp luật xây dựng năng lực quốc phòng và an ninh. Bắc Kinh cũng cam kết sẽ nâng cấp các hiệp định đầu tư song phương, tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới với khu vực Trung Á, đồng thời cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở Trung Á tạo thêm việc làm tại địa phương, xây dựng các nhà kho ở nước ngoài trong khu vực và mở dịch vụ xe lửa đặc biệt nhằm thúc đẩy du lịch văn hóa với các nước này. Hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Trung Á lần đầu tiên diễn ra cùng thời điểm khi mà các nước trong khối G7 đang nhóm họp tại Nhật Bản, cũng như Liên Âu và Hoa Kỳ đang hợp tác để tìm cách đối phó với Bắc Kinh. Nga và Cuba ký thỏa thuận tăng cường hợp tác đầu tư các quan chức và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Nga đã ký thỏa thuận với các đối tác Cuba tại một diễn đàn ở La Havana, đồng thời đồng ý tăng cường hợp tác đầu tư cho đảo quốc này. Havana và Moscow đều đang hứng chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đang tìm cách thắt chặt quan hệ kinh tế bằng cách tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Hơn 150 doanh nghiệp Nga đã tham dự diễn đàn. Các thỏa thuận mới vừa được ký kết bao gồm một hợp đồng để tập đoàn Prodintor của Nga cung cấp lúa mì cho công ty quốc doanh Alimport của Cuba nhằm bảo đảm sự ổn định nguồn cung cho người dân Cuba. Một thỏa thuận khác sẽ tạo ra một thị trường tại Cuba cho hàng hóa Nga, bao gồm cả thực phẩm và đồ gia dụng, nhằm giúp thúc đẩy sự phát triển của các tuyến vận chuyển trực tiếp giữa hai nước. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Nga đã ca ngợi Cuba vì đã mở cửa cho các nhà đầu tư Nga và cung cấp cho họ sự đối xử ưu đãi, bao gồm miễn thuế, quyền được thuê đất dài hạn và dễ dàng chuyển lợi nhuận về nước. Moscow cũng hứa sẽ giúp vực dậy ngành công nghiệp sản xuất đường mía, từng rất nổi tiếng của Cuba, nhưng đã sụp đổ trong những năm gần đây khi sản lượng giảm xuống mức thấp lịch sử. Công ty Progress Agro của Nga cho biết họ và công ty quốc doanh As Cuba của Cuba sẽ bắt đầu liên doanh vào đầu năm tới để trùng tu một nhà máy đường lỗi thời ở tỉnh Santi Spiturus. Công ty kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu 150.000 tấn đường mỗi năm. Thương mại song phương giữa hai nước đạt 450 triệu Mỹ Kim trong năm ngoái, cao gấp 3 lần so với năm 2021. Dân chúng Georgia biểu tình phản đối việc nối lại các chuyến bay với Nga dân chúng tại thủ đô Tbilisi của Georgia, nước láng giềng của Nga, đã biểu tình phản đối việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa Nga và Georgia sau gần 4 năm gián đoạn, đã xảy ra những vụ xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát. Một nhân chứng đã quay được cảnh một thanh niên bị bắt và bị cảnh sát kéo đi. Chuyến bay của hãng hàng không Azimut Airlines cất cánh từ phi trường Nukovo của Moscow hôm thứ Sáu đã hạ cánh xuống Tbilisi 3 tiếng đồng hồ sau đó, đánh dấu chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow đến Tbilisi kể từ năm 2019. Các thành viên của Quốc hội Georgia cũng như các nhà hoạt động đối lập đã cố gắng phong tỏa phi trường Tbilisi, họ dương những biểu ngữ ghi thông điệp là you are not welcome khi mà chuyến bay của Nga đáp xuống. Hai hãng hàng không của Nga là Azimuth Airlines và Red Wings cũng như hãng hàng không Georgian Airlines đã được cơ quan hàng không của Georgia cho phép thực hiện các chuyến bay thẳng giữa hai nước sau khi Moscow khôi phục việc đi lại miễn thị thực cho công dân của Georgia và dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay thẳng. Quyết định này thể hiện sự nồng ấm lên trong quan hệ giữa Moscow và Tbilisi, vốn là một trong những quan hệ căng thẳng nhất thời Liên Xô cũ, nhưng đã được cải thiện trong những năm gần đây vì đảng cầm quyền hiện tại của Georgia đã tránh làm phật lòng Moscow. Tổng thống Georgia ông Salom Zuralichvili, người đã nhiều lần cáo buộc đảng cầm quyền Georgia có quan hệ mật thiết với Moscow, đã viết trên Twitter rằng, bất chấp sự phản đối của dân chúng, Nga đã hạ cánh chuyến bay không mong muốn xuống Tbilisi. Liên Âu cho biết họ lấy làm tiếc về việc Georgia nói là các chuyến bay tới Nga vào thời điểm mà châu Âu đã đóng cửa không phận đối với các máy bay của Nga nhằm đáp trả việc điện Kremlin xâm lược Ukraine. Úc điều tra vụ cảnh sát dùng súng điện bắn cụ bà 95 tuổi. Cảnh sát tiểu bang New South Wales, nước Úc đã mở cuộc điều tra nội bộ sau khi các cảnh sát viên của họ đã chích súng điện một cụ bà 95 tuổi. Phó ngôn viên sở cảnh sát New South Wales, ông Peter Carter cho biết, cảnh sát đã được gọi đến viện dưỡng lão Zalambi ở thị trấn Kuma, trung tâm chăm sóc đặc biệt cho các cụ cao niên bị chứng mất trí nhớ, dementia, sau khi nhận được tin báo, cụ bà Claire Nolan đã lấy trộm con dao cắt thịt của nhà bếp. Khi hai nhân viên cảnh sát đến nơi, họ đã hỏi chuyện cụ Nolan trong vài phút. Khi cụ bà không tuân thủ lệnh bỏ dao xuống và còn định tiến đến gần họ, một cảnh sát đã chích súng điện khiến cụ bà té đập đầu xuống đất. Ông Carter nói rằng, khi đó cụ Nolan đang tiếp cận các nhân viên cảnh sát, nhưng công bằng mà nói cụ di chuyển khá chậm vì phải đi bằng walker. Tuy nhiên lúc đó, cụ vẫn cầm trong tay một con dao. Vị này từ chối bình luận về việc liệu có hợp lý hay không khi một cảnh sát dùng súng điện với một cụ bà 95 tuổi, cao 1m57 và nặng 43kg. Hành động của cảnh sát đã khiến dư luận phẫn nộ và làm bùng phát các cuộc tranh luận về việc sử dụng súng điện của cảnh sát. Ông Andrew Taylor, đại diện cho gia đình cụ Nolan, cho rằng nếu cụ Nolan khi đó bị rối trí, vốn là điều thường xảy ra với những người bị mất trí nhớ, thì lẽ ra cụ cần được đối xử tử tế, cần được hỗ trợ và giúp đỡ, thay vì bị chích súng điện. Sở Cảnh sát New South Wales cho hay viên cảnh sát chích súng điện cụ Nolan đã bị cho tạm nghỉ việc trong khi chờ điều tra cấp độ 1, là mức độ nghiêm trọng nhất trong các vụ có liên quan đến thương tích chết người. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ, thêm một chính trị gia đảng Cộng hòa chính thức tranh cử tổng thống. Thượng nghị sĩ Tim Scott, thành viên gia đen duy nhất của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, vừa chính thức nộp đơn lên cơ quan bầu cử của liên bang tham gia cuộc đua tổng thống năm 2024. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, có mẹ là một người phụ nữ đơn thân, ông Scott thường viện dẫn câu chuyện của bản thân mình như là một bằng chứng cho thấy nước Mỹ vẫn là miền đất hứa. Trên con đường vận động tranh cử, tính cách vui vẻ của ông thể hiện sự tương phản lớn với các ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Cộng Hòa như là cựu tổng thống Donald Trump hay là thống đốc Florida ông Ron DeSantis là những người thường mô tả nước Mỹ như là một quốc gia đang suy tàn cần được giải cứu khỏi giới cánh tả hủ bại. Từ nghị sĩ Tim Scott đại diện tiểu bang South Carolina thuộc thành phần rất ít ỏi trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu nhưng lại có quan điểm chính trị bảo thủ và theo đảng Cộng Hòa. Khoảng 92% cử tri da đen ủng hộ cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, trong khi 55% cử tri da trắng thì ủng hộ cho ông Trump. Ông Scott thường chỉ trích cựu tổng thống Trump Trump vì những bình luận thiếu tế nhị về chủng tộc. Đồng thời, ông cũng cáo buộc đảng Dân Chủ đã lợi dụng sự căng thẳng về sắc tộc để đạt được lợi ích đảng phái. Tuy ông Scott mô tả mình là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc, ông nhiều lần khẳng định rằng nước Mỹ không phải là một quốc gia phân biệt chủng tộc. Theo kết quả thăm dò, chỉ có khoảng 2% thành viên đảng Cộng hòa dự định sẽ bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ Tim Scott trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng. Hơn một nửa cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và khoảng 20% ủng hộ cho ông DeSantis, người được cho là sẽ chính thức ra tranh cử trong vài ngày tới. Tối cao pháp viện ra phán quyết miễn trừ trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội với nội dung người dùng đăng tải. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết có lợi cho các công ty internet và mạng xã hội trong hai vụ kiện các nạn nhân bị tấn công khủng bố kiện YouTube và Twitter. Gia đình của những nạn nhân bị giết bởi các tay súng hồi giáo đã khởi kiện buộc YouTube và Twitter phải chịu trách nhiệm pháp lý vì sự hiện diện của các nhóm chiến binh trên nền tảng của họ hoặc vì đã giới thiệu nội dung của các nhóm này. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ với phán quyết chính trên Zero đã quyết định không xem xét lại Section 230 để miễn trừ trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội với nội dung người dùng đăng tải. Section 230 trong đạo luật về chuẩn mực truyền thông (Communication Decency Act) quy định các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook, Google không thể bị kiện về nội dung có hại do người dùng đăng tải, với điều kiện họ gỡ bỏ nội dung có hại hoặc bất hợp pháp khi phát hiện ra. Trong vụ thứ nhất, các thân nhân của người Mỹ, của anh Noras Alassaf, một công dân Jordan bị giết trong một cuộc tấn công của ISIS năm 2017 tại Istanbul, đã kiện đòi Twitter phải chịu trách nhiệm pháp lý theo đạo luật chống khủng bố vì đã hỗ trợ và tiếp tay cho ISIS. Tuy nhiên, tối cao pháp viện với phán quyết chính trên không đã đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới, nói rằng các nguyên đơn không thể kiện các mạng xã hội. Tòa cho rằng việc Twitter lưu trữ bài phát biểu khủng bố không tạo ra trách nhiệm pháp lý gián tiếp đối với các cuộc tấn công khủng bố cụ thể. Trong vụ thứ nhì, thân nhân của anh Gonzalez, một thanh niên Mỹ 23 tuổi, thiện mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Paris năm 2015. Kiện YouTube vì đã đăng các video liên quan đến ISIS. Tối cả pháp viện đã trả lại vụ án cho tòa phúc thẩm để xem xét khiếu nại của nguyên đơn theo quyết định mới về vụ Twitter đã có những lời kêu gọi từ cả hai đảng yêu cầu xem xét lại section 230 để bảo đảm rằng các công ty công nghệ và mạng xã hội phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả đối với thông tin sai lệch phân biệt đối xử và nội dung bạo lực lan truyền trên nền tảng của họ Quan tòa buộc American Airlines và JetBlue phải chấm dứt liên minh. Một quan tòa liên bang đã ra phán quyết buộc hãng hàng không American Airlines phải chấm dứt liên minh với hãng JetBlue Airways. Thể theo đơn kiện của Bộ Tư pháp cho rằng liên minh này đã khiến cho giới tiêu thụ Mỹ phải trả giá đắt. Quan tòa Leo Sorokin cho biết là thỏa thuận này đã khiến cho JetBlue và American Airlines bị giảm vị thế với tư cách là hãng hàng không giá rẻ. Hai hãng sẽ có 30 ngày để chấm dứt liên minh của họ. Phán quyết của tòa là một chiến thắng cho chính quyền tổng thống Joe Biden vốn có quan điểm cứng rắn trong việc chống lại các thỏa thuận liên minh và hợp nhất của kỹ nghệ hàng không. American Airlines và JetBlue đã thành lập Liên minh Đông Bắc hồi tháng 7 năm 2020 trong bối cảnh các hãng hàng không Mỹ khi đó đang chật vật để tồn tại vì đại dịch COVID bóp nghẹt kỹ nghệ du lịch. Quyết định thành lập liên minh đã được Bộ Giao thông Vận tải dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump chấp thuận chỉ vài tháng trước khi mà ông Trump hết nhiệm kỳ. Bộ Tư pháp dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden đã khởi kiện năm 2021 chống lại liên minh giữa American Airlines và JetBlue, cho rằng điều này sẽ làm giảm sự cạnh tranh giữa các hãng hàng không và khiến cho hành khách phải trả giá cao hơn. Đơn kiện nêu rõ là trong một ngành công nghiệp chỉ có 4 hãng hàng không là American Airlines, Delta Airlines, United Airlines và Southwest Airlines kiểm soát hơn 80% du lịch hàng không nội địa của Mỹ. Mối quan hệ hợp tác giữa American Airlines và JetBlue trên thực tế là một thủ đoạn chưa từng có để thống trị hơn nữa lĩnh vực này. Các chủ xe Kia và Hyundai được bồi thường trong vụ kiện tập thể trị giá 200 triệu Mỹ Kim. Hai hãng xe Kia và Hyundai đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp vụ kiện tập thể trị giá hơn 200 triệu Mỹ Kim vì những chiếc xe này dễ bị ăn cắp do hãng sản xuất không cài đặt Immobilizer, một thiết bị chống trộm căn bản cho các mẫu xe đời 2011 đến 2012. Việc thiếu thiết bị này đã tạo ra một thách thức lan truyền trên TikTok, với nhiều video đăng tải chỉ cách bọn trộm có thể nhanh chóng và dễ dàng ăn cắp xe chỉ trong vòng 90 giây. Tình trạng xe Kia và Hyundai bị mất trộm đã tăng vọt sau khi những video này xuất hiện. Có lúc nạn trộm cắp lan rộng đến mức một số hãng bảo hiểm lớn đe dọa ngừng bán bảo hiểm cho các mẫu xe này. Theo thỏa thuận bồi thường, các khoản tiền bồi thường được chia thành nhiều bậc tùy theo các loại tổn thất khác nhau tiền bồi hoàn cho tổng tổn thất xe lên tới 6.125 Mỹ Kim, thiệt hại tài sản cá nhân lên tới 3.375 Mỹ Kim. Các chi phí liên quan đến bảo hiểm cũng như chi phí bổ sung liên quan như tiền thuê xe, thuê taxi, vân vân. Ngoài các khoản tiền bồi thường, Kia và Hyundai cũng sẽ cung cấp các bản nâng cấp nhu liệu cho những chiếc xe bị ảnh hưởng bởi việc thiếu thiết bị Immobilizer nhằm giúp giảm thiểu tình trạng bị trộm xe. Nếu xe nào không đủ điều kiện để được cập nhật nhu liệu, chủ xe sẽ được nhận 300 mỹ kim để tự mua các thiết bị chống trộm như khóa vô lăng, lắp đặt hệ thống cảnh báo hoặc các hệ thống chống trộm khác. Trong số 4,5 triệu xe Kia đủ điều kiện, đến nay chỉ có khoảng 210.000 xe được cập nhật nhu liệu, tức là chưa tới 5%. Còn với Hyundai, con số này là khoảng 225.000 trên tổng số 3,8 triệu xe, tương đương 6%. Blue Origin thắng hợp đồng chế tạo phi thuyền cho NASA. Công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đã thắng thầu hợp đồng trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim của NASA để chế tạo phi thuyền thứ nhì đưa các phi hành gia lên mặt trăng. Trong lần th đấu thầu lần này, Blue Origin đã vượt qua đối thủ lớn là nhà thầu quốc phòng Dynetics. Giám đốc thăm dò của NASA là ông Jim Free cho biết hợp đồng với Blue Origin trị giá khoảng 3,4 tỷ Mỹ Kim, trong đó thì Blue Origin sẽ đóng góp một phần. Blue Origin theo kế hoạch sẽ chế tạo phi thuyền Blue Moon cao tới 16 với sự hợp tác của các tập đoàn như là Lockheed Martin, Boeing, công ty nhu liệu tàu vũ trụ Draper và công ty chế tạo người máy Astrobotic. Đây là hợp đồng thứ nhì của NASA sau bản hợp đồng đầu tiên trị giá 3 tỷ Mỹ kim được trao cho SpaceX năm 2021. Khi đó thì Blue Origin đã đệ đơn kiện liên bang cáo buộc NASA đã cho SpaceX lợi thế không công bằng khi cho phép công ty này sửa lại giá. Sau khi đơn kiện bị cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ bác bỏ, Blue Origin đã kiện tiếp lên tòa khiếu kiện liên bang. Nhưng hiện vẫn chưa rõ vụ kiện này đi đến đâu. Về phần mình, NASA giải thích là do bị thiếu kinh phí và việc SpaceX đã chứng minh được kinh nghiệm trong những chuyến bay vào không gian cũng như những yếu tố khác đã quyết định việc công ty này được trao hợp đồng. Đáp lại thì tỷ phú Bezos đã gửi thư cho NASA đề nghị rằng Blue Origin sẽ miễn các khoản thanh toán trong vòng 2 năm với tổng giá trị lên tới 2 tỷ Mỹ Kim và trả tiền cho chuyến bay lên mặt trăng để kiểm tra công nghệ của chính mình. Đổi lại, Blue Origin sẽ có một hợp đồng bền vững, giá cố định và NASA phải chi trả cho tất cả các khoản vượt dự toán khi mà phát triển hệ thống, ông Bezos lập luận rằng NASA viện dẫn lý do thiếu hụt ngân sách trong việc chọn thầu, thì đề nghị của tôi loại bỏ trở ngại đó. Nếu không có sự cạnh tranh tham vọng lên mặt trăng trong ngắn hạn và dài hạn của NASA sẽ bị trì hoãn, gây tốn kém hơn nữa và không phục vụ cho lợi ích của quốc gia. Các chuyến bay của NASA đưa phi hành gia trở lại mặt trăng theo dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2029. Sáng qua các bản tin địa phương tại miền nam California. Một ông ở Moreno Valley bị cáo buộc giam giữ và tra tấn hai phụ nữ tại nhà. Một người đàn ông bị cáo buộc đã giam giữ và tra tấn hai phụ nữ tại nhà riêng của mình ở Moreno Valley, Riverside County, đã bị bắt sau một loạt những sự việc khó hiểu xảy ra, bao gồm việc cả nghi can lẫn các nạn nhân đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Ông Gilberto Puga, 53 tuổi, đã bị bắt vì bị tình nghi, đã cấm cố và tấn công bằng súng điện. Cảnh sát Riverside County cho biết họ đã đến nhà ông Puga sau khi ông ta gọi 911, báo tin có hai bà đã đột nhập vào nhà mình để ăn trộm. Cùng lúc đó, một người hàng xóm gọi 911 đã báo rằng họ nghe thấy có tiếng phụ nữ kêu cứu phát ra từ căn nhà này. Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy hai người phụ nữ bên ngoài căn nhà, còn ông Puga đã lái xe bỏ đi. Ông ta bị bắt ngày hôm sau tại Hemet khi cảnh sát phát hiện ra ông ta trên chiếc xe SUV. Sở cảnh sát Riverside County cho biết sau khi tiến hành điều tra, Họ tin rằng hai người phụ nữ kia đã bị ông Puga nhốt trong nhà và bị tra tấn. Hiện tại chưa rõ hai bà này đã đến căn nhà đó bằng cách nào và đã bị giam trong khoảng thời gian bao lâu. Nhiều hàng xóm của ông Puga và cả vài người thân trong gia đình cho biết ông ta hành xử như người tâm thần và từng có những hành vi bất ổn, đe dọa người khác. Giới hữu trách đã công bố hình chụp của ông Puga để xác định xem có thêm nạn nhân nào khác hay không. Bất kỳ ai từng có liên hệ với nghi can này trong những trường hợp tương tự, hoặc có bất kỳ manh mối nào liên quan, vui lòng gọi sở cảnh sát Moreno Valley qua số điện thoại 951 486 6700, 951 486 6700. Cảnh sát Irvine cảnh báo trò giả danh cảnh sát gọi điện thoại để lấy thông tin cá nhân. Sở cảnh sát thành phố Irvine đang phân tích những dấu hiệu đáng báo động của một trò lừa đảo mới. Trong đó thì kẻ lừa đảo giả danh là cảnh sát gọi điện thoại cho các cư dân để lấy thông tin cá nhân của họ. Trong tuần này, cảnh sát Irvine cho biết họ đã điều tra hai vụ như vậy. May mắn là trong cả hai vụ kẻ gian đã thất bại. Trong vụ thứ nhất, nghi can gọi đến đòi thông tin cá nhân. Còn trong vụ thứ nhì, nghi can đòi hơn 600.000 Mỹ kim. Phát ngôn nhân Sở cảnh sát thành phố Irvine là ông Kai Olap. up. cho biết là trong hai cuộc gọi này điện thoại di động cho thấy đúng là số điện thoại của sở cảnh sát thành phố và kẻ gian đã giả mạo số điện thoại của chúng tôi ông đưa ra một vài lời khuyên như sau thứ nhất cảnh sát không bao giờ gọi điện thoại tới để hỏi thông tin thẻ ngân hàng thẻ quà tặng chi phiếu thông tin cá nhân hay là ngân hàng của cư dân ông cho biết là kẻ gian muốn lợi dụng sự sợ hãi họ muốn người ta làm thật nhanh vì sở cảnh sát đang gọi tới họ cố thúc ép người ta quyết định liền và phải trả tiền liền thứ nhì là nếu có ai bị cảnh sát gọi mà nghi là lừa đảo thì nên hỏi tên số phụ hiệu tức là batch number và số vụ án tức là case number rồi cúp máy và gọi lại cho sở cảnh sát để xác minh thông tin đó. Tuy khó có thể dò ra những kẻ lừa đảo này, cảnh sát khuyến khích cư dân là gọi cho sở cảnh sát địa phương trực tiếp để trình báo những cuộc điện thoại lừa đảo. Và đó là các bản tin Hoa Kỳ cũng như là tin địa phương sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đến từ Việt Nam. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. <laughs> và sau đây là phần tin việt nam ủy hội tự do tôn giáo quốc tế của hoa kỳ thăm việt nam một phái đoàn của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ gọi tắt là USCIRF đang có chuyến công du Việt Nam gặp gỡ các nhóm tôn giáo độc lập thường xuyên bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một nhóm bao gồm 5 tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận, cho biết một phái đoàn của USCIRF do ông Frederick Davy dẫn đầu đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo và thành viên của Hội đồng sáng ngày 18 tháng 5 tại Chùa Giác Hoa ở thành phố Sài Gòn. Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã trình bày tình hình chung và trao bản kiến nghị cho phái đoàn của Mỹ ngoài ra mỗi tôn giáo đều trình bày những sự bất hài của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà họ gặp phải. Bản kiến nghị có đoạn là cộng sản Việt Nam đã công khai cầm tù những người tu hành ở tỉnh thất bồng lai ở tỉnh Long An, khủng bố, đe dọa khởi tố vụ án vô căn cứ với hội thánh tin lành phục hưng tại Sài Gòn, một sứ đinh diêm bị chết đột ngột trong tù, ngăn cấm sách nhiều các hội thánh tin lành đứng Christ, hội thánh Đức Chúa trời, hội thánh tin lành cộng đồng Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ ở Quảng Nam, Nghệ An, Đắk Lắk, đặc biệt ở vùng sắc tộc Tây Nguyên nhiều mục sự tín hữu không được sinh đoạt đạo sự chúng tôi tha thiết mong muốn chính phủ hoa kỳ làm áp lực đối với nhà cầm quyền Hà Nội để cho các tôn giáo độc lập trong nước Việt Nam được hoạt động, phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của các tổ chức tôn giáo độc lập. Nếu cần, chính phủ Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp chế tài như đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt, hay là áp dụng luật Magnitsky đối với những quan chức chính phủ Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo. Ông Frederick Davy cho biết là ông quan ngại về điều kiện tự do tôn giáo tại Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn trong thời gian qua với việc Hà Nội đã tăng cường kiểm soát cũng như là đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập. Ngoài ra, ủy ban cũng lo ngại về hai nghị dự thảo nghị định được đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái nhằm thực thi cái gọi là luật tín ngưỡng tôn giáo 2018 mà nếu như được thông qua sẽ hạn chế hơn nữa quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Luật mới tại Việt Nam, kẻ bạo hành gia đình bị cấm tiếp xúc nạn nhân trong phạm vi 50 m Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Nghị định do Bộ Văn hóa soạn thảo đề xướng các nạn nhân, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật có quyền đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định cấm kẻ bạo hành tiếp xúc với nạn nhân khi hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa tính mạng của nạn nhân. Thời gian cấm tiếp xúc không quá 3 ngày do mỗi lần và không cấm tiếp xúc quá 2 lần liên tiếp Trường hợp đã bị cấm tiếp xúc hai lần liên tiếp mà vẫn thực hiện hành vi bạo lực gia đình, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ đề nghị cơ quan điều tra xem xét xử lý về tội cố ý gây thương tích theo Bộ luật hình sự. Trong thời gian cấm tiếp xúc, kẻ bạo hành không được đến gần nạn nhân trong phạm vi 50m nếu không có tường ngăn hoặc vách ngăn bảo đảm an toàn. Nghị định hiện hành quy định khoảng cách bị nghiêm cấm chỉ là 30m. Ngoài ra, kẻ bạo hành không được sử dụng điện thoại, fax, thư điện tử hoặc sử dụng phương tiện công cụ khác để thực hiện hành vi bạo lực gia đình. Trường hợp gia đình có quan hôn tang tế, có người gặp tai nạn, bệnh nặng hoặc tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, kẻ bạo hành có thể tiếp xúc gần với nạn nhân nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người giám sát. Góp ý về dự thảo, Bộ Tư pháp cho rằng quy định cấm kẻ bạo hành đến gần nạn nhân trong phạm vi 50m còn chung chung, khó áp dụng, khó kiểm soát, nhất là ở vùng nông thôn. Bộ Văn hóa giải thích rằng, để xác định việc vi phạm cấm tiếp xúc thì nhất thiết phải có quy định về khoảng cách. Thực tế cho thấy một người bình thường có thể ném xa từ 30 đến 45 mét, trường hợp đặc biệt có thể trên 50 mét. Như vậy, quy định khoảng cách không có vật cản với người bình thường ở mức 50 mét có thể được coi là an toàn. Thêm gần 2.000 ca nhiễm COVID mới mỗi ngày, nhưng Việt Nam vẫn muốn công bố hết dịch. Văn phòng Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn gửi cho Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Công văn nêu rõ là xét báo cáo của Bộ Y tế về công tác phòng chống Covid trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao cho Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ và cơ quan có liên quan để chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố là Việt Nam đã hết dịch. Thủ tướng đồng ý việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid theo đề xuất của Bộ Y tế và giao cho Bộ này chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan chuẩn bị hồ sơ để trình Thủ tướng xem xét và quyết định. Đồng thời Bộ Y tế phải chuẩn bị nội dung chương trình phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tổ chức ban họp ban chỉ đạo quốc gia vào ngày 27 tháng 5 tới đây để công bố kết thúc nhiệm vụ của ban chỉ đạo. Hôm thứ Sáu 19 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam thông báo là cả nước đã ghi nhận thêm 1.980 ca nhiễm COVID mới nhưng không có trường hợp tử vong nào. Trong suốt tuần lễ vừa qua, mỗi ngày có thêm trên dưới 2.000 ca nhiễm mới trên cả nước. Kể từ khi đại dịch COVID bùng phát từ hồi tháng 3 năm 2020 đến nay, Việt Nam có tổng cộng 11.6 triệu người bị nhiễm bệnh, nhiều thứ 13 trên thế giới. Và đến nay hơn 43.000 người đã chết vì COVID tại Việt Nam. Việt Nam có hãng xe ôm công nghệ đầu tiên chạy bằng xe điện. Hãng xe ôm công nghệ Gojek và công ty khởi nghiệp xe gắn máy điện Dat Bike vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác thử nghiệm, đưa Gojek trở thành hãng gọi xe công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy điện và là nền tảng công nghệ đầu tiên hợp tác với Dat Bike. Theo thỏa thuận, Dat Bike sẽ cung cấp cho tài xế của Gojek xe Dat Bike Weaver Plus để thực hiện các dịch vụ chở khách, giao đồ ăn và giao hàng tại Việt Nam. Việc sử dụng xe điện có thể giúp các tài xế giảm bớt chi phí nhiên liệu tới hơn 4 lần so với xe chạy xăng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Ông Sumit Rathor, tổng giám đốc Gojek Việt Nam cho biết, Việt Nam là một thị trường quan trọng của Gojek và mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục mang đến cho người dùng những giải pháp hữu hiệu, giúp hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững của các đối tác, mang đến trải nghiệm dịch vụ phẩm chất cao và thuận tiện ở mức giá hợp lý. Đạt bài cho biết dự án này là một phần trong tầm nhìn lớn của công ty trong nỗ lực chuyển đổi toàn bộ xe gắn máy xăng sang xe gắn máy điện tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Trong đó lực lượng tài xế xe công nghệ đông đảo là những người có nhu cầu sử dụng xe với tần suất lớn. Đạt bài mong muốn thông qua chương trình thử nghiệm này để thuyết phục được nhiều người dùng hơn nữa về sức mạnh và tiện ích mà xe điện có thể mang lại. Datbyte được thành lập năm 2019 bởi ông Sơn Nguyễn, một kỹ sư nhu liệu từng làm việc tại Silicon Valley, Bắc California. Tháng 11 năm ngoái, hãng đã gọi vốn thêm được 8 triệu Mỹ kim từ nhiều nhà đầu tư lớn, nâng tổng số tiền huy động được lên 16,5 triệu Mỹ kim. Theo báo cáo tài chính năm 2022, Datbyte đã có doanh thu tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng 12 tháng. Một ông trưởng công an phường say bát nhà chửi bới và đánh dân đã bị ngưng chức. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội chiếu cảnh một ông tự xưng là trưởng công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có biểu hiện say rượu, bước xuống xe từ ghế tài xế, dùng những lời lẽ tục tiểu chửi bới dọa nạt và đánh một người đàn ông mặc áo xanh. Sự việc xảy ra sau khi hai chiếc xe hơi đụng nhau trên một con đường của khu du lịch Bãi Cháy, khi đó có rất đông xe và người qua lại chứng kiến sự việc. Trong đoạn clip, ông nọ lớn tiếng nói là tao nói cho mày nghe, bố mày đây là trưởng công an phường Bãi Cháy, tao chơi luôn. Rồi ông còn ra lệnh là bắt thằng nay lại. Đoạn clip cũng cho thấy hành vi đánh người của ông ta khá rõ ràng nhưng báo chí trong nước chỉ mô tả là sự giằng co. Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng xã hội để gây bất bình rộng khắp trong dư luận, công an tỉnh Quảng Ninh sau đó đã phải vào cuộc điều tra và thừa nhận rằng nhân vật chính trong đoạn clip này là trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy. Thiếu tướng Đinh Văn nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nam để xử lý theo quy định và sẽ cho báo chí đưa tin công khai. Ông nơi cũng hứa sẽ xử nghiêm minh không bao che xử lý đến nơi đến chốn nói rằng quan điểm của tôi là nếu có vi phạm thì sẽ cách chức ngay. Có người đặt câu hỏi là không biết trong vụ này ông Nam có bị thổi nồng độ cồn như là người dân thường hay không. Hai nhóm du đảng hỗn chiến ngay trong đám cưới. Mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền đoạn clip ghi cảnh hai nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi và đánh nhau ngay trong đám cưới đang diễn ra tại một nhà hàng. Bọn họ giằng co tại cửa ra vào khiến cánh cửa kiến bị bể nát. Cô dâu chú rể và nhiều khách mời có mặt trong đám cưới hoảng hốt bỏ chạy. Sự việc xảy ra tại nhà hàng tiệc cưới Đầm Sen Water Park ở quận 11, thành phố Sài Gòn ngày 18 tháng 5. May mắn là không xảy ra thương vong. Theo một số nhân chứng, hai nhóm thanh niên kia từng có mâu thuẫn tiền bạc trong chuyện làm ăn, nên khi tình cờ đụng mặt nhau tại đám cưới, hỗn chiến giữa đôi bên đã xảy ra. Hùng khí mà họ sử dụng là cây chĩa mà nhà hàng dùng để nướng thịt. Sau khi sự việc xảy ra, Cảnh sát hình sự công an quận 11 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Sau khi thẩm vấn, công an đã bắt giữ 5 người tham gia hỗn chiến để lập hồ sơ, xử phạt về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy tìm hai nghi can khác đã bỏ trốn. Và đó là những bản tin Việt Nam. Sau một số thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin khoa học và công nghệ. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin khoa học và công nghệ NASA lập kỷ lục truyền dữ liệu nhanh nhất trong không gian bằng laser vệ tinh T Bird của NASA có kích thước chỉ bằng hộp khăn giấy đã lập kỷ lục mới về tốc độ truyền dữ liệu nhanh nhất từng được thực hiện trong không gian T-Bird, viết tắt của Terabyte Infrared Delivery, được phóng lên không gian tháng 5 năm 2022, đã đạt tốc độ truyền dữ liệu từ không gian đến mặt đất qua đường dẫn quang học 200 gigabit mỗi giây, nhanh gấp đôi kỷ lục do chính nó thiết lập vào hồi năm ngoái. t đã thực hiện truyền dữ liệu 3,6 terabyte trong vòng 6 phút đến trạm trái đất. Với khoảng thời gian đó và với tốc độ 200 gigabit một giây, NASA cho biết họ có thể gửi một đoạn phim HD tương đương hàng ngàn giờ hoặc khoảng một triệu bài hát đến trái đất cùng một lúc. Cho đến nay, NASA chủ yếu dựa vào mạng Deep Space Network, sử dụng sóng vô tuyến để gửi và nhận thông tin qua vệ tinh và phi thuyền truyền thông quan học tốc độ cực cao có khả năng truyền nhiều thông tin hơn so với các hệ thống truyền thông khác. NASA loan báo rằng sẽ thử nghiệm công nghệ này cho sứ mệnh Artemis 2 đưa người trở lại mặt trăng vào năm tới. Công nghệ này có thể cho phép các phi hành gia phát các cảnh quay HD từ cung trăng về trái đất trong thời gian gần như thật, Đại diện NASA tuyên bố đạt được tốc độ 100 gigabyte mỗi giây hồi tháng 6 năm ngoái là một bước đột phá và giờ đây chúng tôi đã tăng gấp đôi tốc độ đó. Khả năng này sẽ thay đổi cách chúng ta giao tiếp trong không gian. Thông tin liên lạc bằng laser là mảnh ghép còn thiếu, sẽ thúc đẩy những khám phá khoa học trong tương lai. Xe hydrogen có thể chạy hơn 2.000 cây số mà không cần nạp nhiên liệu. Nhóm sinh viên của trường công nghệ đạo tại Hòa Lan đã phát triển mẫu xe mini EcoRunner chạy bằng hydrogen và mỗi năm họ điều chỉnh thiết kế cũng như là cải tiến để nó hoàn thiện hơn nữa. Năm 2022, phiên bản EcoRunner 11 đã lập kỷ lục thế giới về quãng đường dài nhất mà một chiếc xe chạy bằng hydrogen đã đi được trong 36 tiếng đồng hồ với quãng đường đi được là 1.200 cây số. Nhóm nghiên cứu tự tin rằng chiếc EcoRunner 13 phiên bản năm 2023 đã được cải tiến về thiết kế nhằm chạy được hơn 2.056 cây số số cho mỗi kg hydrogen sẽ đạt được kỷ lục hiệu suất nhiên liệu cao nhất thế giới hiện nay. Nếu nhìn từ trên xuống thì hình dáng của chiếc xe trông giống như là nửa tấm ván trượt hoặc là một chiếc thuyền với phần đuôi nhọn. Một trong những mục tiêu quan trọng của nhóm sinh viên là giảm trọng lượng xe càng nhiều càng tốt nhằm giảm tiêu thụ năng lượng. Để tạo ra một chiếc xe siêu nhẹ, đội thiết kế đã sử dụng sợi carbon ở nhiều bộ phận của xe vốn thường làm bằng thép như là đũa đẩy ở hệ thống lái hoặc là dầm treo. Với vật liệu này thì chiếc Eco Runner 13 có thể lao về phía trước rất dễ dàng với trọng lượng và lực cản nhỏ hơn nhiều. Đội thiết kế cũng cân nhắc hạn chế hao hụt năng lượng trong xe để bảo đảm tính hiệu quả và tốc độ. Hao hụt này bao gồm lực cản lăn, lực cản không khí, thất thoát năng lượng xảy ra khi mà biến đổi hydrogen thành điện hoặc là biến đổi điện thành động năng trong motor điện. Kết quả chung cuộc là chiếc EcoRunner 13 có khối lượng chỉ có 147 pounds và đạt tốc độ tối đa là 15.5 dặm một giờ. Mẫu xe này sẽ thực hiện việc lập kỷ lục chạy được hơn 2 cây số cho mỗi kg gram hydrogen mà không cần nạp thêm nhiên liệu vào cuối tháng 6 tới đây. Anh khai trương dịch vụ xe bus công cộng tự lái đầu tiên trên thế giới. Bộ giao thông vận tải Anh Quốc vừa đưa vào hoạt động mạng lưới xe bus tự lái tại Scotland. Dịch vụ xe bus công cộng không người lái đầu tiên trên thế giới. Nhà điều hành Stagecoach cho biết mạng lưới xe bus này gồm 5 chiếc với tốc độ lên đến khoảng 80 km/h. Theo ước tính sẽ vận chuyển khoảng 10.000 hành khách mỗi tuần trên tuyến đường dài 22,5 km. Hệ thống điều khiển được ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhận thông tin từ các thiết bị được lắp đặt trên khắp trên xe để phát hiện những chiếc xe khác nhằm tránh va chạm, trong khi các radar và camera quang học sẽ quét hình ảnh đường phố, từ đó xác định vị trí chính xác và tính toán đường đi an toàn nhất. Tài xế sẽ vẫn ngồi ở ghế tạ lái để sẵn sàng can thiệp trong trường hợp khẩn cấp, nhưng sẽ không can thiệp vào hệ thống điều khiển khi xe đang ở chế độ tự động. Trên xe cũng có một người soát vé để giải quyết các vấn đề liên quan đến vé và hành khách. Công nghệ tự lái đã được thử nghiệm trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên những chiếc xe bus không người lái này được đưa vào mạng lưới giao thông địa phương. Stagecoach cho biết sau thời gian hoạt động ban đầu, họ sẽ thu thập thêm dữ liệu và sau đó sẽ tăng thêm số chuyến xe em bé đầu tiên có dna của ba cha mẹ chào đời tại anh quốc em bé đầu tiên có dna của ba cha mẹ đã chào đời thành công tại anh quốc nhờ công nghệ thụ tinh nhân tạo ivf thông qua một quá trình được gọi là điều trị hiến tặng ti thể mdt trong đó các chuyên gia đã lấy nhân từ một quả trứng của người mẹ chứa dna của người phụ nữ này cấy nó vào một quả trứng đã loại bỏ nhân nhưng vẫn giữ lại dna ti thể khỏe mạnh của người hiến tặng biện pháp này nhằm tạo ra phôi ivf không ẩn chứa những đột biến có hại mà người mẹ mang theo cũng như có khả năng truyền lại cho con của mình không giống như là dna thông thường có thông tin di truyền DNA ti thể cung cấp năng lượng cho tế bào nên được so sánh như là một cục pin. Nhiều nhà khoa học khẳng định là thuật ngữ em bé có ba cha mẹ là không chính xác vì hơn 98.8% DNA của em bé vẫn đến từ hai cha mẹ mà thôi. Quốc hội Anh Quốc đã bật đèn xanh cho công nghệ IVF này từ năm 2015. Tính đến cuối tháng 4 năm nay đã có một vài đứa trẻ có DNA của ba cha mẹ chào đời tại Anh Quốc. Đứa trẻ có DNA của ba cha mẹ đầu tiên trên thế giới chào đời năm 2016 tại Mexico và quá trình này được giám sát bởi các chuyên gia sinh sản ở Mỹ. Mẹ của đứa trẻ này mắc hội chứng rối loạn nguy hiểm ảnh hưởng tới hệ thần kinh đang phát triển và có thể di truyền trong DNA ti thể của mình cho đứa nhỏ. Thiết bị chụp hình hoạt động như mắt người. Nhóm nghiên cứu trường đại học Pennsylvania State University đã tạo ra một thiết bị chụp hình hoạt động giống như mắt người. Thiết bị mới được tạo thành từ một mạng thần kinh nhân tạo và các tế bào cảm quan Perovskite băng hẹp mạng thần kinh nhân tạo đóng vai trò xem xét tín hiệu hình ảnh chụp được và tạo ra hình ảnh rõ ràng trong khi các tế bào perosky hoạt động giống như tế bào cảm quan trong mắt người cảm nhận ba ánh sáng có màu chính là đỏ xanh dương và xanh lục tất cả các loại ánh sáng mà chúng nhìn thấy đều là sự kết hợp của ba màu này Đôi mắt của chúng ta có một lớp mô nhạy cảm với ánh sáng được gọi là võng mạc, bao gồm các tế bào hình nón giúp chuyển đổi ánh sáng từ vật thể thành tín hiệu điện. Dây thần kinh thị giác phía sau võng mạc đưa các tín hiệu này đến não, một mạng lưới thần kinh lớn xử lý các tín hiệu điện và cuối cùng tạo ra hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy. Thiết bị mới của nhóm nghiên cứu trường Đại học Pennsylvania cũng hoạt động theo kiểu gần như tương tự như vậy, nhưng sử dụng các thành phần nhân tạo Ánh sáng đi vào thiết bị thông qua một thấu kính, sau đó được thu lại bởi các tế bào cảm quan perovskite. Các tế bào này tập trung vào các phần khác nhau của quang phổ, tạo nên ánh sáng và chuyển đổi nó thành tín hiệu điện. Từ các tế bào perovskite, ánh sáng truyền tới mạng thần kinh nhân tạo sử dụng các thuật toán biến đổi thần kinh là các chương trình máy tính đặc biệt có khả năng bắt chước khả năng biến tín hiệu điện thành hình ảnh của não người. Cuối cùng, thiết bị tạo ra hình ảnh mà mắt người có thể nhìn thấy được nhóm nghiên cứu hy vọng thiết bị mới của họ có thể tạo ra võng mạc nhân tạo và tế bào mắt tổng hợp để điều trị các bệnh mất thị lực Phát minh mới, robot đa năng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như con người. Công ty Sanctuary Cognitive System tại Canada đang nỗ lực phát triển một robot đa năng có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau một cách dễ dàng như là con người thay vì chỉ một nhiệm vụ cụ thể nào đó. Robot được đặt tên là Phoenix, có kích thước bằng với một người trung bình, cao 5 feet 7, nặng 155 pounds, có bàn tay có thể gập 20 bậc tự do và có thể bắt chước sự nhanh nhẹn cũng như là khả năng thao tác tinh vi của bàn tay con người. Robot này có khả năng bốc vác nặng tối đa 55 pounds có thể di chuyển với tốc độ 3 dặm một giờ tương tự như là một người bình thường. Nó được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo AI có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ nhất có thể giống như con người. Trong cuộc thử nghiệm được tiến hành hồi tháng 3 năm nay kéo dài một tuần lễ tại một cửa tiệm bán lẻ ở Vancouver, robot Phoenix đã thực hiện 110 nhiệm vụ liên quan tới việc bán lẻ, bao gồm cả việc đứng ở quầy tiếp khách cũng như là các hoạt động hỗ trợ phía sau, lựa chọn và đóng gói hàng hóa, dán nhãn, gắn thẻ, gấp và dọn dẹp cửa Hàng. Công ty The Century tin rằng trong khi các hãng khác đang tập trung chế tạo những loại robot chuyên dụng, chỉ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó, robot đa năng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, sẽ sớm trở nên thông dụng trong đời sống hàng ngày, thay thế những công việc lao động chân tay của con người. Và đó là các bản tin khoa học và công nghệ. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin showbiz trong chốc lát. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Đa số người Mỹ lo ngại AI đe dọa văn minh nhân loại. Theo kết quả một cuộc khảo sát do Reuters, Ipsos tiến hành và công bố trong tuần này, hầu hết người Mỹ tin rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể khiến tương lai của loài người gặp rủi ro. Cuộc khảo sát được tiến hành online hỏi ý kiến của 4.415 người trưởng thành ở Mỹ, cho thấy số người thấy trước những hậu quả bất lợi từ AI cao gấp 3 lần số người không thấy. Cụ thể, hơn 2 phần 3 người được hỏi tỏ ra lo ngại về tác động tiêu cực của AI. 61% tin rằng AI có thể đe dọa nền văn minh nhân loại, chỉ có 22% không đồng ý và 17% không chắc. Thành công của chatbot ChatGPT của OpenAI đã phát động một cuộc chạy đua trong lĩnh vực AI với sự tham gia của những đối thủ nặng ký như Microsoft, Google và một số công ty Trung Quốc. Thường thì, cái gì phát triển quá nhanh cũng gây lo ngại vì khó kiểm soát. Đích thân giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman đã ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16 tháng 5, bày tỏ lo ngại về khả năng lạm dụng công nghệ và yêu cầu chính phủ ban hành quy định quản lý AI. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định công chúng nên hiểu rõ hơn về lợi ích của AI thay vì chỉ lo ngại. Ông Sebastian Thrun, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Stanford nói, lo ngại là rất chính đáng, nhưng điều còn thiếu là trả lời câu hỏi vì sao chúng ta phát triển AI AI sẽ nâng cao phẩm chất cuộc sống con người, đồng thời giúp chúng ta nâng cao năng lực và hiệu suất công việc. Thế thì phải hỏi ngay Lê Minh Châu là Lê Minh Châu nghĩ gì à, về cái tương lai của AI? À, cảm thấy sợ hãi vì nó sẽ đe dọa mong của nhân loại hay cảm thấy đây là một cái điều một cái sự phát triển công nghệ bình thường mà chúng ta nên chào đón nó? Đó? Em nghĩ đây là một cái sự phát triển công nghệ rất là bình thường. Anh Thanh Tâm nó là một cái bước tiến khoa học và công nghệ của của thế giới uh, In the future Nhưng mà bên cạnh đó bên châu cũng có Điều lo lắng anh Thanh Tâm Lo chuyện gì là chuyện gì Lo, chuyện gì? <laughs> lo mất việc <laughs> Lo ý, AI, đọc tin đọc thấy con người thấy đó. Đó. <laughs> Một điều lo lắng rất là Thực tế Thực tế À, anh, anh tâm thấy thế anh, không? anh tâm thì cũng vậy anh tâm nghĩ là đây là một cái tiến bộ mà không thể chối cãi được yeah. cũng như là con người đã tiến triển qua những cái cái cách mạng công nghệ rồi cách công nghiệp rồi cái, yeah. cái, này, cái này cái kia là cái cái, đà, cái đà, đà tiến hóa của con người mà không thể nào Đúng mà rồi. mình mình đi ngược lại được yeah. hết và thanh tâm của đội với các các ý kiến của chuyên gia cho rằng thay vì chúng ta chỉ biết lo ngại thì chúng ta tự hỏi xem là có cách nào mình kiểm soát này hay không ừ. và quan trọng hơn cả là lý do tại sao chúng ta lại sử dụng AI để mà chế tạo ra những cái này tại vì AI được áp dụng rất nhiều những cái lĩnh vực ừ. mà nhất là những lĩnh vực về, về y khoa mà anh tâm nghĩ là mình không có nói tới trong khi đó là những cái lĩnh vực y khoa đó nhờ AI mà nó tiến bộ cỡ nào Đúng. nó chưa được biết bao nhiêu là yep. cái bệnh bệnh hiểm nghèo và cứu sống được biết bao nhiêu mạng yep. người à, một câu hỏi thứ nhìn đó là nếu một ngày nào đó mà AI nó phát triển như vậy đó thì cái điều gì, à, cái phát minh nào nhờ AI mà Linh Minh Châu cảm thấy là mong chờ nhất? Có, có nghĩ tới chuyện đó hay chưa? <laughs> minh Châu chưa nghĩ tới chuyện đó nhưng mà cái con robot mà Minh Châu đang thích nhất là là robot quét dọn <laughs> ở trong nhà đó anh Đúng Vacuum đó. Đó. Ok. Ô, nó help a lot Tâm. Chỉ đúng giờ là mình 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 schedule nó rồi nó hai ngày một lần nó hai lần một ngày là nó dọn dẹp cho mình đấy mà, đó mà có biết biết dọn dẹp tới gì mà đụng cái gì có biết dở lên cái cái này còn dơ quá hay <laughs> là <laughs> <laughs> cái đó là <cười> <cười> cái đó là <laughs> cái đó là đi giặt đồ giờ mình nữa, nữa okay. đó tới góc kẹt nào với ô góc còn kẹt này còn mới giờ... rác thò <laughs> vô lấy <laughs> hay lỡ đụng chúng cái nồi dẻ cầm lên cái này okay, nồi dẻ này cái cái áo của mình bị rớt xuống để xuống lại cho đó mình là anh tâm thì Thanh tâm nghĩ là trong tương lai AI nó sẽ có mặt ở tất cả mọi ngóc ngách của yep, cuộc sống yep. nhưng mà và có một cái cái lĩnh vực mà AI nó đã chạm tới rồi mà anh tâm nghĩ là cái lĩnh vực đó là lĩnh vực Thanh tâm không mong muốn nhất đó là nó thay thế con người trong cái chuyện tình cảm uh -huh. mình từng thấy những cái bộ phim mà con người càng ngày càng cô đơn yep. nhất là khi mà công nghệ phát triển con người càng ngày cô đơn Đúng và phải. họ phải phải dựa vào AI như là một cái nguồn để mà họ cảm thấy an ủi và tìm kiếm tình yêu từ AI uh -huh cái điều đó anh thấy nó nó nó, nó, dễ, hơi, sợ quá. nó dễ sợ yeah. quá dễ sợ quá dễ sợ quá cho nên là hy vọng chúng ta tìm cách nào mà có những cách khác để bớt cô đơn hơn chứ đừng nhà vậy ai, nhờ, ghê, ai. Quá, ghê quá <laughs> cái đó thì ghê quá bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thứ bảy nhiều hạnh phúc xin kính chào tạm biệt